bữa nay bữa mà được. Chạy 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 một như một vô đây. Ta hai như một mà ông ơi. Ờ có cô chú về viếng mộ của chú Vũ Linh. Ở dưới Kiên Giang mà Kiên Giang mà nằm tuốt muốn gần dưới Gạch Giá mà vô trong vùng sâu vùng xa vô miệt thứ là tại vì mến mộ Vũ Linh nè. Rồi thôi về cái đoàn cũng như là bữa nay là thứ sáu cũng như được nghỉ việc rồi mai thứ bảy thì ấy đặng viếng cái để mình đốt nén hương để mến mộ Vũ Linh rồi mình về. Dạ, con chào đây đồng xe ở đây lên. Dạ, con chào cô chú. Từ dưới Kiên Giang lên luôn. Kiên Giang mà nằm về thứ nữa. Kiên Giang miệt thứ hả? Miệt thứ. Kiên Giang tại cái Kiên Giang thì nó lớn bao la mà mình còn nằm về trong cái miệt thứ. Miệt thứ là sao chú? Miệt thứ là thứ bảy rồi đó biết không? Cà Mau đó, tức là những vùng sâu, vùng sâu vùng xa đó mà cái con nói gì nằm về cái tỉnh Kiên Giang. Cái bảy đó. Hả? Trên cái bảy đúng không? Ờ. Bữa nay là đoàn mình đi mấy người lận cô? Cái đoàn đi 7 người có 7 dạ. Người. Ồ 7 người mà đi xe 16 chỗ. 16 chỗ tại vì mến mộ mà đâu có gì đâu mà để ấy, phải không? Dạ. Không như là bây giờ mà ví dụ mà xe 25 chỗ cũng đi nữa tại vì mình mến là Vũ Linh này kia vậy thôi. Mến mộ. Ở nhà mình đi mấy giờ mới tới đây chú? À, đi hồi là 7 giờ. Dạ, tám giờ. Mới vô là biết Di Minh rồi đó. Dạ. Tại vì nó kẹt xe này kia, nói tài xế rồi không sao, cứ đi chừng nào mà đốt được ba nén hương cho Vũ Linh rồi là về bây giờ tới sáng gà gáy tới dưới cũng được. Ôi ơi, quá quen. Nghe chú nói phải nói luôn, nó thấu tới tim luôn á. Không có, tại vì mình nó cũng rảnh rỗi rồi. Ngày mai là thứ bảy rồi. Dạ. Mình cũng rảnh rỗi bây giờ mình về tới sáng thì gà gáy rồi mình ngủ. Dạ. Ngủ rồi tới sáng mình cũng đâu có đi làm việc phải mà mơ còn đi làm việc á thì mình tranh thủ. Dạ. Bây giờ là mình không có gọi là tranh thủ. Bây giờ tài xế cứ chạy. Đó. Dạ. Vậy là mình có phải ở đây là lâu lâu một tí ha. Thì đứng lâu lâu tham quan cả tiếng đồng hồ vòng vòng ở đây với mộ cậu Năm rồi. Dạ. Cậu Năm ơi con đốt nhang rồi con ở dưới Kiên Giang lên đó cậu Năm ơi. Cái bẩm mà anh anh thôi kêu bằng cậu đi. Ủa vậy là anh bao nhiêu tuổi mà? Tôi năm nay là 61, 62. Ủa 6 mấy tuổi trẻ chứ. 61, 62 tuổi rồi. Dạ. Anh còn trẻ mà không đẹp trai ha. Dạ. Bự hơn nãy rồi. Ủa vậy là anh là ông đây có bà xã hay không anh? Có đây bà xã. Ủa chú chứ. Không quên chú anh ngoài thấy trẻ. Muốn kêu cái gì cũng được hết trơn. Bữa nào ông coi mình. Đến đây là mình vui rồi. Bây giờ mày muốn kêu tao cái gì mày kêu. Ba nắng nữa. Có gian gì nữa nha. Có vậy thì dữ lắm. Đốt đẹp ba nén nhang cho cậu Năm rồi là ok. Là phải vui trong lòng nha. Tại vì cái lúc đó là mình ở dưới á, mình cứ coi hoài. Dạ. Lúc nào mà nghe nói này kia rồi thấy mến mộ quá mà mình không có cái việc mà mình để đi. Dạ. Rồi bây giờ cứ nói hoài, bây giờ thôi mình gán làm sao tranh thủ để lên đốt ba nén hương cho cậu Năm rồi là ok. Dạ. Ừ, tức là bà con mình ở Kiên Giang là hình như là cũng là quê của ngoại của chú Vũ Linh. Cô ngoại của quê nội ở Đồng Tháp rồi. Cái này là ở Kiên Giang. Dạ, dạ. Kiên Giang. Kiên Giang mà vô trong huyện á, vô toilet hả cô? Dạ. Hai cô đi toilet. chú là thứ mấy chú? Thứ Úc. Úc là chú Tỷ. Chú Úc Tỷ nha. Dạ, chú Úc Tỷ. Tại vì bà xã cũng nói hơn mà gán tranh thủ làm sao để đi lên đây để đốt bà nén hương cho cậu Năm. Nhà chú ơi, chú Tỷ chắc giàu lắm ha. Không có. Tại vì con nghe Tỷ Tỷ luôn. Hả? Nghe Tỷ Tỷ là thấy giàu rồi đó. À, vậy. À, cô chú rất là vui vẻ đi đến đây. Cô nhìn nãy giờ giống cô Phương Hằng ghê luôn á. Trời ơi, nó cô Phương Hằng. Là nghe nói bữa nay xử hay này kia xong rồi chú. Rồi bây giờ là kết thúc là như thế nào? Đó mà giống thiệt mà. 3 năm.
và mấy luật sư đồ năm mấy năm sáu tháng rồi. Chú luật sư gì chú Đặng Văn Quân á là một năm mấy năm sáu tháng. Bởi vậy hôm qua xử rồi nghe nó chưa kết thúc mà bây giờ kết thúc rồi đó hả? Dạ xong rồi chú. Mày thấy chú nhiệt tình năm đó bây giờ đốt thì đó là bây giờ về là về cũng được đó là coi như dạ. Khỏe. Không, mình nắng rồi mình chơi chút xíu cũng được chú. Là mình. Bên đây có cô Thanh Kim Quệ nữa nè chú. Có thăm mộ Thanh Kim Quệ này kia rồi không? Hả? Bà xã. Dạ. Chú Giang Châu, chú Anh Sang rồi bên đó. Giang Châu, Anh Sang rồi bên đó nhiều lắm chú. Vậy là mình phải lấy nhăn sẵn dịp đốt luôn. Bóng ai thấp thoáng dưới chân có phải anh giải phóng quân về thăm sớm nhỏ là cô Thanh Kim Quệ. Là đâu chú, là bạn đâu chú. Chứ không phải cái gì là cắt cỏ gì là nắm nhầm cổ tay vậy. Đó là Thanh Kim Quệ đúng rồi. Thanh Kim Quệ với chú Minh Cảnh. Cái kênh này kênh nào á về mở coi. Vì Minh này bỏ lại nó xem coi ngay đó đó. Phòng 61 với phòng 66 vậy, tại 66 vậy đó. Tại 66 15 mét nữa. Vậy là bữa nay không có Tài hả? Rồi, Tài làm đó là xã làm năm cái giọng là cái coi hoài vậy đó. Dạ. Coi suốt hả chú? Coi suốt. Coi từ đầu mùa tới cuối mùa luôn. Bây giờ nhà ta chiều chiều cô chú đi hát tiền như những người một khác. Là mình có dịch mình hát sổ cho nhà cái này nè nghe là mày coi nè nghe mời dạ. Mốt á là người ta coi cái YouTube của mày người ta nói trời ơi thằng tỷ nó lên giếng tới cậu năm trên đây mày đây cái này tao nói thiệt luôn đó bây giờ chứ tao nha câu giọng cổ đi hả dạ rồi thôi giờ mình tặng cho tụi con chú tặng cho tụi con một bài giọng cổ đi để là mình đi hát hương nha chú theo anh á mày nhận được ngắn thôi một câu được thôi dạ. Cái bài gì mà chú Vũ Linh hay hát á? Chú Vũ Linh có ca cái bài mà Tình Anh Bán Chiếu. Dạ rồi, dạ. Bài đó thì chú còn gửi cho chú cái phát. Trời luôn. Trời lớn luôn. Ve chiếu Cà Mau đã cắm sào trên kinh Ngã Bài. Cô gái năm xưa chẳng thấy ra vào. Rồi nè. Rồi. Nè nè, liêm tới đây tại vì có cái máu văn nghệ. Văn nghệ phải nó lên giếng hết. Dạ. Có cái văn nghệ. Ở ở quê thì nhầm khi có dỗ có này kia rồi phái cái máu văn nghệ. Dạ. Dạ. Chút nhiều lắm á. Không nhiêu không đủ đâu. Không đủ đâu hả? Dạ, anh Hợp nói nha, đây anh Hợp ơi. Dạ con chào cô với bà. Kiên Giang là vô trong mệt thứ nữa đó, chứ đâu có phải là Kiên Giang. Kiên Giang cái gì thành phố biết ok. Tại sao biết? Ôi chị ăn đi nè, chiều nay đông vui lắm ha, bà con bán quá trời nhiều. Nay chiều đông vui. Ồ cái camera bữa nay được sửa lâu không? Sửa lâu quá ha. Chắc ngày mai mới. Chắc mới luôn quá ha. Mà không biết chiều nay xong không hay là phải để tới sáng ngày mai quá. Chắc là cá. Nói chiều mà có khán giả tới đông nhìn vui ha. Đúng nha, buổi chiều cũng màu đỏ. Vô đây hết trơn. Mới vô thịt Kim Quệ hả? Trời đi giờ chắc mấy anh em mình cứ cái chuẩn bị lao vào đúng rồi giờ là 4 giờ đó bây giờ các cô chú đi cô chú bây giờ đi thắp hương xung quanh cô chú anh chị